Trời ơi. Thanh nữ hôm nay làm giáo viên. Trời ơi, cái style này là cái style lịch lãm nè. Style đó. Dạ. Style thanh lịch. Lịch lãm là dành cho đàn ông. Có cảm thấy là cái style này chặt được xuân chưa? Trời ơi, quá đẹp luôn chị. Quá đẹp luôn, quá đẹp luôn. Cái này mà chị lấy cái bè sơ mi nè ha, để trên đầu ha, chị đi. Rồi đi coi, đi coi, đi coi. Không có cái bè sơ mi chị là. Ôi, sai rồi, chặt lại đi chị nào, đi không nói được. Lại lên, lại lên. Thôi 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 đi, thôi đi. Mấy đứa làm khó nhau không mà, mình là người nhà mà cứ làm vậy hoài à. Mấy đứa thừa biết á, Xuân á là người mẫu, còn chị là người con mẫu à. Chị cố gắng lắm nó mới được vậy rồi, đòi hỏi chị cao quá à. Quan trọng là giờ vậy, ổn định chỗ ngồi đi mấy cưng. Ổn định, ổn định. Rồi. Ổn định chỗ ngồi, rồi. Cô giáo viên sẽ phát bài cho các bé. Bài gì vậy? Rồi, đọc đi rồi sẽ hiểu. Rồi đây nè nè, đọc đó. Nè, đó, đó. Rồi. Cái gì vậy? Bản trắc nghiệm so sánh Mr. Tiền và Mr. Xuân. Cái gì Mr? Trời ơi, con gái mà Mr. Xin lỗi, lộn. Bản trắc nghiệm so sánh Tiền và Xuân. Trời ơi, không được đánh dấu hai người trong một câu hỏi. Đúng. Chị Tiền ơi. Hả? Có đâu có nhiều câu hỏi đâu, với lại chỉ có hai đáp án là Tiền với Xuân thôi. Chị làm gì cho nhiều vậy, tốn giấy. Trời ơi, như vậy nó mới công bằng. Thôi mấy đứa tập trung làm bài đi. Làm với cả tấm lòng nha, làm với một cái sự chân thật cho nó công bằng nhất. Dạ. Làm xong đi, làm xong cho em một cái. Ờ, mấy đứa làm bài á, chị tranh thủ bây giờ chắc có lẽ là chị nên đi qua nhà bà 7 với bà 8 ha. Trời ơi, mấy bà nó dễ thương hết sức vậy đó, là fan của chị. Đi, 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 đi chị, đi vậy. Sao không làm mà bỏ đi đâu vậy? Không, mình đi ra ngoài đây có nhiều ý kiến hơn mình hỏi. Ủa vậy hả? Dạ. Ừ, đúng rồi, thôi được rồi. Mấy đứa cứ ngồi đây làm bài nha. Ít xíu nữa cô quay lại cô lấy bài. Ba chị dạ. Dạ. Đi chị. Chị đi xuống Thủ Đức có học môn gì á, chỗ đó nhiều người lắm, ta trách nghiệm ổn nha chị. Ôi gặp nữa. Xong rồi thôi đi Yến ơi, em đừng có dán nữa. Dán tùm lum lên nhà người ta, chị sợ chủ nhà ra ta báo công an bắt mình chết đó. Chị yên tâm, dân phòng ở đây là bạn em lo được. Mà với lại chị biết sao không, mình phải dán như vậy người ta đi qua đi lại, người ta bình chọn cho chị, như vậy mới là khách quan, chị hiểu không? Nhưng mà chị sợ quá à. Sợ gì? Nếu lỡ khách quan á là người ta chọn Xuân thì lúc đó số phận chị như thế nào? Chị yên tâm, mình là ban tổ chức đúng không, mình in được, mình xé được. Trời ơi, chị là trưởng ban tổ chức mà sợ gì? Đúng rồi. Dán gì lên đó chị. Dán gì lên phòng. Chết rồi. Em yên tâm, bạn em. Mấy tờ giấy này là của hai chị đúng không? Dạ, em mới dán tức thì nè. Vậy thì mời hai chị theo đuôi lên phường. Sao em nói là văn phòng là bạn của em? Thì em quen văn phòng nhưng mà văn phòng không có quen em. Rồi bây giờ hai chị dán mấy cái bảng kiểu này nè lên tường nhà người khác là mất mỹ quan đô thị. Dạ. Vậy là không có được. Đó bây giờ bình chọn cái gì? Miss Tuyền, Miss Xuân. Miss dạ. Tuyền là ai? Miss Xuân dạ, là đúng ai? Đúng rồi, anh bình chọn cho Miss Tuyền giùm em nha. Rồi trong hai chị ai là Miss Tuyền? Dạ chị này là Tuyền nha. Tôi tên là Miss Huyền. Dạ, xin chào, em tên là Miss Huyền. Dạ, còn anh đang thắc mắc là Miss Tuyền đúng không? Trời ơi, em là một cô giáo, trên đường đi dạy học về em thấy cái tờ này nó đăng cái gì Miss Tuyền, cũng ngạc nhiên không biết Miss Tuyền là ai. Ok, bây giờ em sẽ đi tìm Miss Tuyền, bắt Miss Tuyền tới ra mắt anh nha. Mà trước khi em đi, em xin giới thiệu với anh, đây là Miss Xuân. À, chị. Vậy là đây là Miss Xuân. Rồi, dạ, không, theo anh lên phường. Em không biết, em chỉ đi lên phường, ngang, lên phường giải thích, anh không có giải thích ở đây. Anh ơi đi. Anh em cũng dễ thương lắm á. Mình đi nhé. Mình đi đâu anh? Lên phường. Đây, theo anh. Ủa, chị đi. Vô đây. Ngồi xuống. Trời ơi, công nhận á, cha sinh mẹ đẻ ra mới làm cái chuyện này á. Đúng là vừa ngại mà vừa thích. Bây giờ tình hình được bao nhiêu phần trăm rồi? Trời ơi, nguyên cái xóm này là bình chọn chị Tuyền hết. Em nói rồi, chị Tuyền là số 1. Làm sao chị Xuân mà qua chị Tuyền được? Ngại quá à. Thật ra thì làm cái bản trắc nghiệm này là tại vì để Yến nó cũng giúp chị làm thôi. Chứ chưa thấy
hay là chị biết chị là hoa hậu rồi. Rồi, bỏ Huyền Anh nè. Ông Huyền Anh, Huyền Anh. Huyền Anh đi kiếm Duy hả? Dạ. Quang, trước khi gặp Duy, Huyền Anh ơi, hãy cầm một tờ này đi. Đây đây, đây cái viết nè Huyền Anh ơi. Hãy suy nghĩ và mình hãy đánh dấu vào những cái gì mà mình thích một cách công tâm nhất nha. Công tâm nhất hả? Chị Xuân thì mình quá trời yêu thích, nhưng mà chị Tiền thì mình cũng hơi quý. Thì sao vote cho ai đây? Rồi nhanh đi nhanh đi, hết giờ nộp bài cho cô rồi mấy đứa. Nhanh đi nhanh đi. Rồi xong nè. Thở dài là chọn Tiền. Chị thích. Thôi được rồi, cảm ơn mấy đứa. À, đây là gà nhà với nhau, ủng hộ nhau là tốt rồi. Nhưng mà bây giờ để cho công tâm hơn, chị Tuyền sẽ đi ra ngoài hỏi mọi người nữa. À, bây giờ Tuyền đi đâu nè? Đi đâu nè? Đi lên công an phường á chị. Ôi, Du Duyên, con nhỏ này, cái thằng này Du Duyên quá à. Không làm phiền mấy chú công an đâu. Bây giờ mình đi, qua bà Bảy, đúng rồi. Qua bà Bảy ta. Dạ. Bye bye chị. Chị Tuyền bị anh Khôi ám luôn rồi. Chị Tuyền bị sao vậy? Yêu mù quáng dễ gây choáng. Tuyền nè, có chuyện gì khó nói mà mày đặt hẹn hò anh ra gặp gỡ riêng tư hai người vậy? Thì ở tiệm đông người cho nên không có tiện, em mới hẹn anh ra đây. Rồi anh tới rồi, bây giờ cái gì khó nói anh giải quyết cho. Em định xin nghỉ đúng không? Nè, có cần anh giúp đỡ gì tiền bạc gì không? Anh hỏi là hỏi vậy thôi, nếu em khó khăn anh sẽ giúp, nhưng còn nghỉ là không có được nha. Ở tiệm em như là cánh tay trái cánh tay mặt của anh vậy, đâu phải nói bỏ là bỏ được. Em tính nói cái câu vừa rồi đó. Rồi sao? Cái người bỏ đi á dạo này á là anh á, chứ không phải là em đâu. Anh không có chí thú làm ăn như ngày xưa nữa. Em biết giữa anh với Xuân á là tình yêu sét đánh, nhưng mà sao, nhưng mà điện mà nó cứ chặt hoài á thì nó cũng gây ra té lửa vậy. Ý của em nói em giống như là cọng dây điện bị bung lớp nhựa ở tiệm mình, nó xây xẹt 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 á, phải không? Nghĩ gì nghĩ đi, mệt quá. Cười gì mà cười. Em không hiểu được luôn á. Tự nhiên á anh nhìn Xuân cái bị tình yêu sét đánh, trong khi đó đó em bao năm gần gũi bên anh, chăm sóc anh, vậy mà gặp nhau 24/24, tại sao anh không tình yêu sét đánh với em? Tại sao vậy hả Tuyền? À, thật sự tình yêu khó nói lắm. Thì khó nói mới hẹn ra đây chứ, dễ nói thì nói đại rồi. Không phải, ý của anh là tình yêu nó khó giải thích lắm. Giống như một ngày nào đó em gặp được nàng, em lập tức bị tiếng sét ái tình, thể như là thượng đế sinh nàng ra để dành riêng cho em vậy. Hiểu không? Không, em đâu thương Xuân đâu, tự nhiên kêu kêu em gặp được nàng. Không, ý là anh á, là anh á, anh gặp được Xuân á, hiểu không? Tình yêu sét ánh. Nó mệt quá à, anh không muốn nghe gì nữa hết trơn á. Tuyền, em làm cái gì la hét vậy? Nhỏ nhỏ chỗ đông người mà. Tiệm ế xệ, đông người đâu đông người. Thôi bây giờ vậy nè, anh tập trung đi. Anh chịu khó anh nhìn em một lần nữa đi. Nhìn vào đôi mắt em đi anh. Đôi mắt em có hồn lắm á, nội tâm dữ lắm. Anh hãy cho em biết, giữa em và Xuân ai ngon hơn? Sao lại hỏi như vậy? Thôi, không cần hỏi. Em chỉ nói vậy thôi chứ. Đây nè, đã có kết quả luôn rồi nè. Đó, đây nè. Cái gì vậy? Đi. Kết quả trưng cầu ý kiến. Cái này là phiếu trưng cầu ý kiến hả? Đó. Rồi. Em nói thiệt với anh á, Quyền Anh á là cháu của anh, là người thường xuyên hâm mộ Xuân. Nhưng mà với cái kết quả này cho thấy rằng Quyền Anh cũng về đội của em nữa đó. Em ngon hơn Xuân mà. Trời ơi, phiếu thăm dò ý kiến Quyền Anh nè, Duy nè, Mạnh nè, Lài nè, Trần Yến. Trời ơi em à, em làm vậy đâu có công tâm. Hỏi người nhà sao không bằng được. Hỏi người nhà rồi nào, em còn hỏi luôn người ngoài nữa đó. Em hỏi ai? Bà Bảy, có bối lấy em 1.500.000 về đội em liền. Trời đất ơi, cái gì vậy Tuyền? Là tại vì bà lấy em 1.500.000 nên bà phải binh em thôi. Em mặc kệ anh á, mặc
chi vậy? Em đi ra ngã tư em rủ Yến phát tờ rơi này cho tất cả mọi người trưng cầu ý kiến mọi người đánh giá cho em với lại con Xuân coi có coi đứa nào ngon hơn đứa nào hả? Vậy đi hả, lúc đó nha có kết quả rồi anh sẽ sáng mắt lên. Trời ơi ngon muốn chết luôn á mà không chịu. Ngon cái gì, nhìn y như là trái dưa lưới vậy đó. Cái gì dưa lưới không cậy, dưa lưới còn đỡ hơn bánh chưng. Bánh chưng gì ở đây? Sưng ăn bánh chưng. Yeah.